pháo nổ tung trời, người người cùng chạy hội. Hãy cùng đón giao thừa và chào mừng năm mới Xuân Quý Tỵ tại chùa Huệ Quang. Với không khí Tết cổ truyền long trọng trang nghiêm sẽ đưa chúng ta trở về cội nguồn dân tộc với những hình ảnh sống động và âm thanh rộn ràng của trung tâm ca nhạc Blue Ocean Music, một chương trình ca vũ nhạc kịch thành phần ca nghệ sĩ tài năng chuyên nghiệp chắc chắn sẽ mang đến một đêm nhộn nhịp, chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều niềm vui trong năm mới. Đón giao thừa và chào mừng năm mới Xuân Quý Tỵ tại chùa Huệ Quang sẽ được tổ chức vào thứ bảy 9 tháng 2 2013 từ 6 giờ chiều đến 1 giờ sáng do Little Sài Gòn TV và chùa Huệ Quang tổ chức phối hợp lần đầu tiên với Blue Ocean Music, trình chiếu duy nhất trên Little Sài Gòn TV trên băng tần KGLA 57.7 và băng tần 18.1 KSCI vào ngày thứ bảy và chủ nhật từ 6 giờ chiều, cũng như trên hệ thống Galaxy Satellite 19 toàn quốc Hoa Kỳ và Canada và trên mạng lưới toàn cầu littlesaigontv.com. Mọi thông tin bảo trợ cho chương trình liên lạc Little Sài Gòn TV băng tần 57.7 714 979 9562 979 9562.